Anh Chi xin kính chào bà con cô bác mình nha Hello hello bà con cô bác ơi Bên Việt Nam mình bây giờ đang là những ngày cuối năm Chắc chắn là bà con cô bác cũng ít nhiều bận rộn lô bô phải không à, Cuối năm mà có nhiều chuyện để mà làm Để chuẩn bị kết thúc một năm cũ và chờ đón một cái năm mới Hay mình nói nôm na là đang chuẩn bị để ăn Tết đúng không Thôi à, thì sẵn dịp Tết thì mình nói chuyện về Tết nha quý vị nha Anh Chi thấy từ nhiều năm rồi Nó có một cái luồng ý kiến cho rằng là không có nên giữ cái tập tục mà ăn tết cổ truyền à, ăn tết nguyên đáng nữa bởi vì đó là tết của tàu à, và cộng thêm là người việt của mình đó tự trong huyết quản rồi ha. cái dòng máu kháng tàu đó và cái tinh thần bài tàu nó rất là cao nó rất mạnh mẽ thật ra hệ cái gì mà liên quan dính dáng tới tàu là đều không có thích không có muốn 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 phủ nhận nó muốn muốn bài trừ nó không có muốn liên quan dính dáng gì tới nó nữa đó là lý do mà hôm nay anh Chi mới chọn cái bài viết của anh Nguyễn Thái Sơn Ở trên trang Facebook Nguyễn Thái Sơn đó quý vị để anh Chi chia sẻ với quý vị ngày hôm nay bởi vì theo cái quan điểm cá nhân của anh Chi đó anh Chi không có tin là Tết của Việt Nam mình là Tết tàu còn nếu mà quý vị bắt bẻ nói anh Chi chỉ là một cái niềm tin mù quáng anh Chi chỉ là một cái niềm tin cảm tính nhưng mà sự thật ra thì nếu như mà chúng ta chịu khó mà lội ngược dòng á, đi tìm về cái cái cội nguồn của người Việt cổ, á, rồi à, dựa vào những cái nghiên cứu à, khoa học như là khảo cổ học, nhân chủng học, ngôn ngữ học rồi đó, thì quý vị sẽ thấy, bởi vì anh chị đã làm cái chuyện này rồi, anh chị đã tìm tòi đi đọc những cái tư liệu đó không, à, thì anh chị thấy rằng à, cái sự xuất hiện của người Việt cổ của mình á, ở bắt đầu từ cái bờ nam sông dương tử đó nó có từ nhiều 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 năm trước khi cái tộc hoa hạ của người tàu xuất hiện và cái, cái nền văn minh của, của người việt cổ mình đó, nó cũng đã có trước khi cái tộc người hoa hạ xuất hiện và cái nước việt cổ của chúng ta đó nó được thành lập với một cái bộ máy nhà nước hoàn chỉnh đó, cũng có từ sớm hơn ở vào cái thời điểm mà mình đã thành một cái quốc gia mình đã thành một cái nhà nước khá là hoàn chỉnh thì lúc đó bên tàu nó còn chia năm sẽ bảy nó còn kêu là đánh giết lẫn nhau mà quý vị không chưa có cái gì ra cái gì hết trơn á và mình là một cái nhà nước hoàn chỉnh đến vài thế kỷ sau á thì cái, cái 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 dân tộc hoa hạ đó sau coi như là những cái cuộc mà à bảy nổi ba chìm bể dâu rồi ha qua những cái bãi nương dâu đó, sau nhiều thế kỷ thì nó mới có thể thống nhất lại được thành một cái quốc gia. Có nghĩa là cái sự gì thì mình cũng có mặt trước mình già đời hơn nó. Tuy mình là cái nước nhỏ đấy, mình là một cái tộc người coi như là cái sĩ số thì cũng ít đấy, nhưng mà mình già dặn hơn, mình có trước. Nói không chừng hoa hạ phải gọi người Việt cổ mình bằng cụ nhá. Thành thử ra đó không phải là một cái niềm tin cảm tính đâu quý vị. Mà nếu như quý vị chịu khó tìm tòi các cái dữ kiện lịch sử, uh, khảo cổ học, nhân chủng học, ngôn ngữ học rồi đó thì quý vị sẽ um, coi như bồi đắp cho cái niềm tin của mình là hoàn toàn có những cái căn cứ uh, nghiên cứu khoa học cả chứ không phải chỉ là uh, kiểu mà ảo tưởng sức mạnh rồi uh, lạc quan tếu rồi thì kia không có đâu và cộng thêm rằng là cái nền văn minh lúa nước đó quý vị, cái nền văn minh lúa nước là cái nền văn minh của người Việt cổ mình và ở vào cái thời thuở xa xưa xa xưa người Việt cổ thì địa bàn của người Việt cổ nó là một cái nền văn minh bắt nguồn từ cái bờ nam sông Dương Tử cơ mà cho nên đó, cái 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 Tết âm lịch đó, đó, Tết âm lịch người ta tính cái um, người ta tính cái, cái 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 thật ra cái Tết âm lịch người ta dựa theo con trăng để mà người ta tính cái cái khí tiết rồi đại khái trời trăng mây nước này người ta tính cái cái con nước lên xuống để người ta phục vụ cho cái chuyện cày cấy mùa màng của ta và như vậy thì nó liên quan tới cái nền văn minh lúa nước của người Việt cổ mình thật ra anh Chi nói thiệt với quý vị là à, quý vị tin anh Chi đi à, bỏ ngay cái mặt cảm tự ti là Tết ta ừ, chính là Tết, Tết cổ truyền Việt Nam chính là Tết Nguyên đáng Tết Tết, Tết tàu rồi này kia. Không 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 không, không, không hề. Bỏ ngay cái suy nghĩ mà mà tự ti mặc cảm đó đi. Nha. Và những cái thông tin này đó quý vị cũng có nhiều nhà nghiên cứu, có nhiều chuyên gia người ta đã viết rồi, nhưng mà những cái bài viết của họ nó công phu và nó nó kỹ lưỡng lắm, nó dài dòng lắm. Thì hôm nay á anh chi chọn cái bài viết của anh Nguyễn Thái Sơn đăng ở trên cái trang Facebook cũng của ảnh tên là Nguyễn Thái Sơn bởi vì đây là một cái bài viết với đầy đủ những cái thông tin cần thiết mà lại rất là ngắn gọn, xúc tích để anh chị chia sẻ với quý vị để củng cố thêm cái niềm tin cho quý vị rằng Tết ta không phải là Tết Tàu đâu thành ra bà con cứ yên tâm mà ăn Tết nha bây giờ anh Nguyễn Thái Sơn anh viết như thế này nè trong một ngàn năm bắt thuộc á thì một số phong tục mà từ phương Bắc đã du nhập vào Việt Nam. Để đến bây giờ, nhiều người Việt cứ nghĩ nhầm Tết Nguyên Đáng là Tết Tàu. Đúng không? Trong khi dân tộc của ta đó ăn Tết vào tháng Giêng, tức là tháng Dần, ha, tháng Giêng âm lịch, tức là tháng Dần, từ rất lâu rồi, từ hơn 4.000 năm trước, từ cái thời vua Hùng Vương cơ, với cái sự tích là bánh dày bánh chưng, thuần Việt luôn. Trước cả cái thời kêu là thời Tam Hoàng Ngũ Đế, của Trung Hoa nữa. Cái thời Tam hoàng ngũ đế đó là quý vị phải tính cái khoảng thời gian nó từ năm 2852 đến năm 2205 trước công nguyên. Có nghĩa là cái thời kêu là Tam hoàng ngũ đế đó thì nó kéo dài khoảng độ gần 600 năm. Trước công tức là từ năm 2852 đến năm 2200 năm trước công nguyên thì cái giai đoạn tâm hoàng ngũ đế đó nó kéo dài liên tục là khoảng uh, gần 600 năm nhưng mà cái thời tâm hoàng ngũ đế đó là ở bên tàu ở, ở bên cái tộc người hoa hạ còn ở bên việt nam mình đó, là từ cái đời hùng vương kìa bầm và người việt nam mình đó, đã chọn ăn tết đó, từ hơn bốn ngàn năm trước từ cái thời hùng vương và người ta đã chọn người việt cổ mình đã chọn ăn tết là vào tháng giêng âm lịch tức là tháng dần Họ Hồng Bàng là người Việt cổ mình đó à, họ Hồng Bàng đó. Dựng nước Văn Lang là năm nhâm túc 2879 trước công nguyên. Thì quý vị tính đi. Nước Văn Lang của người Việt cổ mình của họ Hồng Bàng mình đó, dựng nước là năm nhâm túc 2879 trước công nguyên. Có nghĩa là trước cái thời Tam Hoàng Ngũ Đế của cái tộc người Hoa Hạ những bao nhiêu cái thời tam hoàng ngũ đế của cái tộc hoa hạ đó, nó bắt đầu là khoảng năm 2852 mình là trước nó vài chục năm nữa mình là từ năm 2879 trước công nguyên khi mình nói trước công nguyên á thì mình phải lùi 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 mà đứa nào mà lùi càng xa thì đứa đó càng già vậy thì cái tộc hồng cái họ hồng bàn của mình á tộc người việt cổ của mình á có mặt trước già đời hơn hơn là cái tộc hoa hạ nữa quý vị à và ở vào cái thời tam hoàng ngũ đế tộc hoa hạ nó còn kêu là từ lơ hộp dưa nhưng mà ở bên văn lang mình thì đã đã hoàn chỉnh một cái nhà nước rồi nha quý vị nha thành thử ra cái họ hồng bàng tức là người việt cổ mình đã dựng được nước văn lang từ năm 2879 trước công nguyên lận tức là trước xa lắc <laughs> cái nước trung hoa ok và mình đã ăn tết cũng từ trước đó rồi rồi sau này đó mãi sau này thì người tàu họ mới học theo nước văn lang để ăn tết và rồi biến cái tết của người việt cổ của nước văn lang biến thành tết tàu theo lịch sử của trung quốc đó thì nguồn gốc tết nguyên đáng có từ thời tam hoàng ngũ đế thì như nãy anh chi vừa mới nói với quý vị ha, thời tam hoàng ngũ đế nó còn xuất hiện sau cái thời văn lang của mình vài chục năm ok và cái nguồn gốc tết nguyên đáng của người tàu đó của trung quốc đó bắt đầu từ cái thời tâm hoàng vũ đế và nó thay đổi theo từng thời kỳ thí dụ như cái thời tam đại thì người ta chọn tháng giêng tức tháng dần làm tháng tết nhưng mà sau đó đến cái thời nhà thương thì họ lại chọn tháng chạp tức là tháng sửu để làm cái tháng tết rồi sau đó là cái đời nhà Chu đó Họ lại chọn cái tháng 11 Tức là cái tháng Tý để mà làm tháng Tết Rồi đến cái thời Đông Chu đó Thì khổng tử lại chọn lại tháng Giêng Là tháng Dần để làm tháng Tết Đó Quý vị thấy không Khi mà Việt Nam mình đã là một cái đất nước văn lang hoàn chỉnh thì ở bên kia kìa nó còn kêu là đủ thứ đời nhà thương nhà chu nhà đông chu này nọ cho đến đời nhà tần đó mới hợp nhất được thì lúc đó là cái thế kỷ thứ ba trước công nguyên thì quý vị nên nhớ cái đất nước trung hoa mà nó thống nhất được nó hợp nhất được nhờ vào công lao của tần thủy hoàng đó là nó mãi đến tận cái thế kỷ thứ ba trước công nguyên chứ còn ở việt nam mình là từ cái thứ thế kỷ thứ bảy trước công nguyên là đã hoàn chỉnh rồi đã là một cái quốc gia hoàn chỉnh nhà nước văn lang rồi ok thì đến cái đời nhà trần tần thủy hoàng lại chọn cái tháng 10 là tháng hợi để mà làm tháng tết đúng chưa rồi đâu đã yên đâu sau đó tới đời nhà hán tức là năm 140 trước công nguyên thì hán vũ đế lúc đó mới vĩnh viễn chọn cái tháng giêng là tháng dần để mà người hán ăn tết cùng tháng cùng ngày giống như người việt nam mình kể từ đó người việt cổ mình kể từ đó thì quý vị có thấy như vậy thì quý vị có đủ tự tin chưa để mà tự tin rằng cái tết của ta đó là tết của ta <laughs> tết của mình là tết của mình rồi ai đó đã bắt chước học theo nhưng mà rồi học theo rồi cũng thay đổi loạn xạ qua từng cái thời kỳ của xứ họ cho đến cái năm 140 trước công nguyên thì Hán Vũ Đế của họ mới vĩnh viễn chọn tháng Giêng tháng Dần là để ăn Tết để người Hán ăn Tết trong khi mình á suốt từng đó thế kỷ 7 8 cái thế kỷ đó mình vẫn cứ ăn Tết vào tháng Giêng mà thôi không có gì thay đổi hết trơn tại vì sao bởi vì original nó là như vậy Đúng không Tết phiên bản Việt gốc Tết phiên bản Việt cổ kêu là Tết phiên bản original. Tết phiên bản gốc đó quý vị. Là mình đã ăn 7, 8 thế kỷ trước công nguyên rồi. Người Tàu người ta mới ăn theo. Mà người ta ăn theo mà trong vòng bao nhiêu thế kỷ như vậy người ta thay đổi hoài, lúc thì người ta lấy tháng giêng, lúc thì người ta lấy tháng chạp, lúc thì người ta lấy tháng tháng tí là tháng 11 rồi 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 rồi, 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 rồi Tần thủy hoàng thì lại lấy uh, tháng 10 là tháng Hợi làm tháng Tết. Rồi cuối cùng tới cái nhà Hán á hán vũ đế mới quay trở lại chọn tháng giêng tháng dần để ăn tết cho nó giống với người việt bởi vì thế không anh thử ra mình đừng có tự ti mặc cảm rằng tết nguyên đáng là tết của tàu rồi nghe không hề đâu trong cái kinh lễ đó kinh lễ là một quyển trong cái bộ ngũ kinh tứ thư ngũ kinh là một cái bộ sách cổ mà tộc hoa hạ đồ người hán người tàu đồ người ta rất là coi trọng phải không thì kinh lễ là một trong cái bộ mà ngũ kinh của khổng tử mà quý vị biết khổng tử sinh thời là lúc nào khổng tử sinh thời là năm 551 và mất là năm 479 trước công nguyên phải không tức là khổng tử giai đoạn của khổng tử đó là từ năm 551 đến năm 479 trước công nguyên thì một trong những cái quyển kinh trong cái bộ kinh ngũ kinh nổi tiếng của khổng tử ông đã viết cái gì tới khổng tử nè à, khổng tử giống như là biết tuốt vậy đó vậy đó mà khổng tử viết rằng là ta không biết tết là gì nghe đâu đó là tên của một cái ngày lễ hội lớn của bọn người mang họ nhảy múa như điên uống rượu và ăn chơi vào những cái ngày đó họ gọi tên cho ngày đó là tế xạ ở tụi tàu thì nó khinh miệt nó đại khái là phải là người hán của nó thì mới là người chứ còn mà những cái tộc người khác ví dụ như tộc việt kiểu bách việt đó mân việt rồi này nọ kia đại khái là tộc việt hay là những người mông cổ hay tây tạng hay đại khái là những cái tộc người mà không phải là tộc hán không phải là tộc hoa hạ của nó thì nó đều coi người ta là mang di mọi rợ à, mang 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 di mọi rợ thì cái tộc người mình ở phía nam thì nó kêu là bọn nam man rồi cái kiểu vậy đó là một cái cách gọi đầy kiểu mà khinh miệt đó mà, thì ông khổng tử ông viết vậy đó, ông nói ông đâu có biết Tết là cái gì đâu, ông nghe đâu thì đó là một cái ngày lễ hội lớn của bọn người man, nghĩa là ý là người Việt mình á ở phía Nam và ông viết rằng là vào cái những cái ngày đó thì người uh, họ nhảy múa như điên, uống rượu ăn chơi rồi và họ gọi đó là cái ngày tế xạ, thực ra cái tháng đó tất cả những cái lịch âm đó dựa theo con trăng dựa theo mùa nước này nọ để người ta canh cho cái chuyện mà à, cày cấy không gieo này nọ hoàn toàn là một cái lịch âm tính theo con trăng con nước để phục vụ cho cái ngành nông nghiệp mà ở đây là nông nghiệp lúa nước gieo xạ gieo đồ này kia có nhiều những cái bằng chứng chỉ ra như vậy như vậy thì tết ta là tết của mình phiên bản gốc không có cái gì mà phải mặc cảm tự ti mà bảo rằng đó là tết của tàu để rồi bây giờ với tinh thần uh, bài tàu kháng tàu thành ra là phải bỏ đi cái chuyện ăn tết rồi, bỏ đi cái tết nguyên đáng bởi vì tết cổ truyền không phải là 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 tết của mình mà là tết ăn theo của người tàu cái no 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 anh chị ngờ rằng là những cái người mà họ nói cái luận điệu đó nhiều khi trong họ là cái tư duy hán nô đó đó là một cái âm mưu để mà bôi xóa những cái gốc tích của người việt cổ mình à, nhân những cái ngày tết cuối năm thì anh Chi chia sẻ với quý vị một cái suy nghĩ đây không phải là một cái niềm tin mù quáng theo cái lối ảo tưởng sức mạnh dân tộc đâu nhé không hề mà sự thật thì chứng minh cho cái sự có mặt của người việt cổ trên cái vùng đất Uh, kêu là trên cái vùng đồng bằng phía nam sông Dương Tử đó tất cả những cái điều đó đều đã được chứng minh bằng khoa học hết rồi quý vị khoa học là khảo cổ học là uh, nhân chủng học là ngôn ngữ học rồi đó ha di truyền học nữa về uh, yeah. thì đó đều là những cái bằng chứng khoa học hết rồi không thể chối cãi ha. và điều đó mình hoàn toàn tự tin rằng tộc người Việt cổ của chúng ta À, với cái nền văn minh á, á, của người Việt cổ Và như vậy ở đây mình đang nói về Tết Thì Tết phiên bản gốc của người Việt chúng ta Có trước hết <laughs> Cứ yên tâm mà vui vẻ mà ăn Tết nha quý vị nha Không hơi đâu mà mặc cảm tự ti Rồi cho rằng Tết này Tết của Tàu Thành ra thôi Mình à, không thèm No no Đừng có như vậy nha bà con nha Cứ vui chơi nha bà con Thậm chí là phải à, Ừ, phải tự hào đây phải tự hào về cái nền văn minh lúa nước của người Việt cổ mình đây nhờ như thế mình mới có cái lễ hội là Tết và thế là những cái người ở xung quanh người ta cũng sẽ ăn theo mình đấy đấy là cái mình có thể tự hào đó quý vị rồi quý vị chuẩn bị Tết cho thiệt là sớm nha chờ đón một năm mới uh, với nhiều hy vọng mới ha quý vị ha